Thưa quý vị, ngày 24 tháng 3 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan này thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về việc truy bắt đối tượng có lệnh truy nã. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22 tháng 3, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện bắt giữ nghi phạm Burzik Mikhail khi đang lẫn trốn tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, thuộc tỉnh Ninh Thuận. Theo cơ quan công an, nghi phạm Burzik Mikhail, 35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga, bị truy nã về tội giết người theo lệnh truy nã của Interpol. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại Liên bang Nga, Burzik Mikhail đã trốn ra nước ngoài, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam khoảng đầu tháng 3 năm 2024. Sau khi bắt giữ, công an Ninh Thuận phối hợp văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, bàn giao nghi phạm Burzik Mikhail cho phía cơ quan chức năng Liên bang Nga tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh để đưa về nước giải quyết theo thẩm quyền. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.